Hello my friend, and welcome to the game. Nightfall Security, my friend. Bảo vệ khi màn đêm buông xuống. Có giới thiệu với my friend này. Mình đang đâu đây? Đang làm bảo vệ my friend. Phòng kia my friend biết bảo vệ là gì thì... Là một người đàn ông đứng trước một căn nhà hay là một cái lối vào gì đó. Tỏ vẻ như mình nguy hiểm lắm. Bất kỳ ai đến là mình sẽ lườm nó một cái. Ủa, phải không? Hello anh bạn. Xin chào ngài, ngài có cần một công việc không? Sao nó cao mà mình thấp quá vậy? Có vẻ như mình là đang hành nghề ăn xin, my friend ạ. Đang nằm bên vệ đường. Nhìn ngày trôi qua, bỗng dưng có một anh ăn mặc rất là lịch sự đến hỏi mình. Tất nhiên là cần rồi. Tuyệt vời lắm, bắt đầu vào tuần sau nhé. Sao không phải là ngày mai? Đói lắm rồi, my friend. Ok, chào cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc, cho nên là tôi có một vài cái nhiệm vụ cho cậu, đó là dọn sàn nhà, my friend. Lấy cái chìa khóa và trả lời tất cả các cuộc gọi gì đó. Hãy nhớ là hoàn thành công việc trước giờ và đó có một giấc ngủ thật ngon gì đó. Ok, ok, whatever. Jesus. Oh my god. Chuột ấy, my friend. Chuột ba chấm quá. Không có ai ở cổng hết. Chuột hơi nhạy. Nhân vật hơi sung tại vì lần đầu tiên. Sau bao nhiêu năm thất nghiệp để có việc để làm, my friend. Ủa? Mình làm việc ở nghĩa trang à, my friend? Cemetery hồi nãy mình không hiểu lắm, nhưng hóa ra là cemetery là nghĩa trang. Làm bảo vệ nghĩa trang à? Để mình chấm giờ phát. Mình bắt đầu làm việc vào lúc 10 giờ 10 phút đêm nha, my friend. Chuột hơi nhạy một tí, my friend thông cảm. Floor. À, bảo vệ kiêm lau mộ. Mộ nào dơ đâu. Được chứ, việc nhẹ lương cao, my friend. À quên, lương có cao không biết, nhưng mà việc thì có lẽ là nhẹ. Bình xịt này lạ quá. Hả? Gì đấy? Mộ của thằng sát nhân hàng loạt nào à? Có cái mặt nạ của nó kìa. Có nút zoom này nè, ngon. Mình không cần phải vào đó. Ok. Mình chưa thấy cái nghĩa trang mà lại cần bảo vệ, có không ta? Chắc có đó. Mình nghĩ là có đó. Do mình biết thôi chứ mà mình nghĩ chắc là có. Mình chưa cần cái caroba. Để có cái xà beng nha mấy friend. Biết thì tí nữa có gì chạy đến. Một cái sân toàn đất nhưng mà phải đi dọn đất. Thôi đừng thắc mắc. Công việc là công việc mấy friend. Người ta bảo sao làm vậy đi. Cuối tháng người ta trả lương cho chứ thắc mắc nhiều có người ta đuổi đấy. Nguy hiểm. Không đọc được, đọc được chữ nguy hiểm thôi. Rồi từ những tiếng ve với tiếng dế nó thay đổi vậy. Có gì hot? Ai đã sống lại à? Ve đang kêu một cách rất là trầm, tự dưng ve bắt đầu kêu cao lên, người ta đang kêu e. Này kêu e. Không ai ở cổng hết. Nếu mấy fan không sợ ma với lại mấy fan không có mê tín dị đoan thì làm bảo vệ ở nghĩa trang nói chung cũng được. Thu nhập ổn định mấy friend, giờ này móc điện thoại ra ngồi bấm 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 hoặc là lấy báo ra đọc hoặc là ngồi xem một bộ phim vớ vẩn ở trên một chiếc. Đau quá. Jesus, cái ngón tay của mình vừa va vào cái mồm mình mấy friend. Ok, cái vật muỗi vừa kêu này chứ, Jesus, combo, nhưng mà dạo này mình quen với cái vật muỗi rồi, mình không còn sợ nữa. Ai vậy? Ai mà cứ từ từ tiến đến cổng vậy? Mình mở cổng làm gì nhau? Bạn Tông sập cổng nhà mình chắc. Không ở lại nhá. Bạn là mình chọt tay vào mồm đau vậy mít. Nó vẫn từ từ tiến tới cái mấy friend. Mất nét rồi vậy. Mình mở cổng đấy. Bạn làm gì mình? Bạn xuống xe xuất trình giấy tờ đi. Ra cho mình biết bạn là ai chứ không phải. Bạn từng nghĩa trang thích là vào à? Thích thăm người thân lúc nào là thăm à? Bạn đừng có tiến tới được nữa không? Mình thấy bạn vẫn đang cố gắng tiến tới đấy. Vẫn đang lê lết từng cm một, my friend. Bây giờ là thành từng mm. Thăm người thân sao lại thăm giờ này? Sao trả lời? Con lợn nào đây nó vậy? Xuống ngay coi. Mafia mày phải không? Sao vậy đem? Thôi cho nó vào đi chứ không chết đấy. Đau quá. Một tiếng đồng hồ sau.
Bada-bum, bada-bim. Ủa? Hình như người quen mình gì vậy? Thấy nó đậu xe ngay đây mà. Xe này khéo là xe mình, còn xe này là xe thằng mới vào. Nó giới thiệu mình like và nó like hết. Đồng hồ hư à? Hồi này cũng 10:10, bây giờ 10:10 my friend. Mày dám nói một tiếng đồng hồ sau. Yeah, cúp điện chuyện bình thường. Cúp điện thì lâu lâu điện lực người ta có sửa chữa hoặc là có sự cố thì họ cúp điện cho cái gì đó. Giờ sao? Nhân vật có suy nghĩ không, chia sẻ với mình ngay chứ bây giờ mình cũng hơi ba chấm này anh. Chắc là giờ ra coi gì nữa. Tiếng ve lại bắt đầu kêu cao lên rồi. Jesus, mấy cái con ve này. No, chắc ra lấy cái xe ben là giờ là vừa rồi hãy. Tầm này giờ này cầm xe ben làm được nhiều việc lắm. Phòng thân trước cái đó. Okay. Lúc đánh lúc nào? Cho! 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 Okay. Mặt nạ vẫn nằm đây nha mấy friend. Sợ là thằng nào lấy đeo rồi chứ còn mình nằm đó thì không sao hết. Chủ kỳ sáng quá vậy. Woo! Jeez, cái tiếng đập hơi... Where the fuse? Huh. Cầu chì đâu rồi? Mình phải đi tìm hai cái cầu chì mấy friend. Mấy nghe, mấy phải có nghe không? Này nghe này, nghe này. Mình không còn cầm cái xe ben nhưng mà mình vẫn đang... Ủa, kích gì vậy? Sao cái mặt nạ nó tự biết đi vậy? Jesus Christ, căng quá vậy. Oh my god. Trở lại từ đầu nha mấy friend. Vậy là cái mặt nạ nó tự đi luôn hả? Không cần phải có người đeo hả? Yeah. Hay lắm. À, có chiếc xe đang lù lù tiến đến kìa mấy friend. Tin tì vũ trụ mấy friend. Biết trước tương lai ok. One hour later. Một tiếng đồng hồ sau. 1, 2, 3, cúp điện. Objective, find the fuse. Mình biết một cái... Nó ra luôn à? Chó này. Jesus! Nó hết mẹ da gà rồi, nó dí như con chó vậy. Ghê mày kết. Fucking hell. Con có thể tạm hơn được không? Không bấm e được. Quá, được rồi kìa. Nổi hết cái gà rồi mấy friend. Nổ hết cái gà, dựng hết cái lông lưng luôn ấy. Ủa lưng có lông không? Không biết. Jesus Christ. Fucking cringe. Mấy fan hiểu cái cảm giác ở đâu mày friend. Cảm giác mấy fan ngồi xem nó khác. Cảm giác mấy fan vào chơi nó khác. Cảm giác bất lực vậy cứ thôi.
Sao dạo này mình chơi game kinh dị kém thế nhỉ? Hay là dạo này game kinh dị nó lên một cái level khác my friend? Ai gọi điện đây? Từ từ cho mình bình tĩnh đi coi nào. Lần đầu tiên mình thấy nhận nhận xuống lưng cái my friend. Jesus, cảm giác giống có một bàn tay của một con ma nào đang rờ vào lưng mình một cách từ từ á. Ghê vậy cứ. Ủa mà sao điện thoại lên bên này? Ở bên kia bức tường my friend. Ủa, sao kỳ vậy? Sao mà mình qua đó được? Hình như điện thoại trong này chứ. Đây này. What? Sao lại tút 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 rồi? Ok, nơi này quá điên rồi mày friend, mình cần phải ra khỏi đây. Mình bấm chuột trái được mày friend. God damn it. À được rồi này. Let's go, let's go. Mình đang lái. Mình đang giữ nút W, mình thả ra nè. Wait, what? Sao mình thả ra chi vậy? What? Chiếc xe cũ này đã dừng hoạt động. Thôi, không có chạy nữa đâu, mệt lắm. Giờ sao? Hello? Fucking hell. GG. Biết ngay mà. Hết game mày friend, chờ đến chương tiếp theo hả? Thôi ghê lắm, trời này đâu, trời lần cho biết rồi mày friend. Ma gì mất nét quá, ma chạy nhanh quá, ok. Cảm ơn mày friend theo dõi, chúc mày friend ngày tốt lành mày friend. Vừa rồi là game một đêm làm bảo vệ ở nghĩa trang. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.